Giá lúa gạo hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2024 tại thị trường trong nước duy trì ổn định. Hiện nhu cầu mua tại các kho xuất khẩu ít, tại các kho gạo chợ giao dịch sôi động. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi ngang trong phiên đầu năm mới. Tại thị trường lúa gạo hôm nay, giao dịch trầm lắng do đang vào kỳ nghỉ lễ. Tại các đồng ở khu vực An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, nông dân tiếp tục chào giá lúa đông xuân các loại ở mức cao với thị trường gạo, giá gạo bình ổn. Hiện nhu cầu mua tại các kho xuất khẩu chưa nhiều, do giá cao nên doanh nghiệp nào thật sự cần hàng mới mua vào. Với các kho gạo chợ, nhu cầu hỏi mua nhiều hơn do nhu cầu làm hàng Tết tăng. Tỉnh An Giang, giá lúa đài thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600-9.800 đồng 1 kg, ông 18 ở mức 9.600-9.800 đồng 1 kg, ông 5.451 ở mức 9.700 đồng 1 kg, nàng hoa chính duy trì ổn định ở mức 9.500, 9.600 đồng 1 kg, lúa ong 380 dao động quanh mốc 8.600, 8.800 đồng 1 kg, lúa IR 504 dao động quanh mốc 8.900, 9.100 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, giá gạo tại các địa phương như An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp duy trì ổn định. Theo đó, tại kênh gạo chợ ở An Cư, cái bè, tiền giang, giá gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 dao động quanh mức 14.200, 14.400 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 5.451 duy trì ở mức 13.900, 14.000 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu IR504 Việt ở mức 13.100. 13.150 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu ông 380 dao động quanh mức 12.900, 13.000 đồng 1 kg gạo nguyên liệu SCT21 ở mức 14.700, 14.800 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, hôm nay giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000, 16.500 đồng 1 kg, gạo thơm Jasmine 17.000, 18.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 19.500 đồng 1 kg gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.500, 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thái 28.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo nhật 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA. Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, giảm so với mức 660, 665 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Giá heo hơi hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2023 không có biến động, dao động trong khoảng 48.000 52.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Thị trường heo hơi tại miền Bắc đồng loạt đi ngang, giao dịch trong khoảng 50.000 51.000 đồng một kg. Theo đó, các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang cùng thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại giao dịch chung mức 51.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng không ghi nhận thay đổi mới, giao động trong khoảng 48.000, 50.000 đồng 1 kg. Cụ thể, hai tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch heo hơi với giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg. Trong khi, thương lái ở Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng và Bình Thuận duy trì thu mua heo hơi với giá cao nhất là 50.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại có giá heo hơi ổn định ở mức 49.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi đứng yên trên diện rộng, thu mua trong khoảng 49.000. 52.000 đồng 1 kg. Hiện tại, Cà Mau ghi nhận mức giao dịch heo hơi cao nhất khu vực 52.000 đồng 1 kg. Thương lái tại tỉnh Kiên Giang tiếp tục thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định.